Mày dòm coi. Hả? Sao Lý phu nhân giọng quen quá vậy con? Nhìn kỹ đi, con hiền kìa. Sao mà vậy được? Đúng là con hiền rồi con ơi. Mẹ ơi, đúng là nó rồi. Bây giờ nó là Lý phu nhân rồi. Hai mẹ con mình đi đời với nó con ơi. Đã 3 năm rồi thiếp chưa được về nhà. Sẵn tiện hôm nay đi ngang, thiếp muốn vô nhà thắp nhang cho cha. Được chứ. Và thăm người thân. Hiền ơi, Hiền. Trời ơi, đúng con tôi rồi Hiền ơi. Trời ơi, con đây hả? Dì tìm con mấy lâu nay. Dì tìm con quá trời luôn. Hiền ơi, đúng là em rồi. Trời ơi, mẹ con chị nhớ em lắm đó. Đúng rồi con ơi. Hai người này là ai vậy nè? Dạ, đây là mẹ kế và chị Chanh. Mà thiếp đã kể cho chàng rồi đó. À, dạ đúng rồi, tôi là mẹ kế của phu nhân ngài đây. Mẹ ơi, bây giờ mình về nhà nha con nha. Dì ơi, con thắp nhang cho cha xong rồi. Ờ, bây giờ con phải theo phu quân về làng dân rồi. Có gì sau này gặp lại, con sẽ hàn huyên và tâm sự với dì nhiều hơn. Đâu có được đâu con. Một năm nay dì khóc thương con, muốn mù hai con mắt. Bây giờ dì không có để con đi nữa đâu con ơi. Hay là bây giờ con giận dì?